liên quan đến vụ khủng bố đẫm máu xảy ra tại nhà hát Krokus City ở ngoại ô Moscow vừa qua. Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Bonikov khẳng định Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ xả súng khủng bố ở Nga làm chết ít nhất là 137 người. Theo lời cáo buộc của ông Bonikov, ngày 26 tháng 3 là phát biểu mới nhất của giới chức Nga liên quan tới câu hỏi ai là kẻ đứng sau vụ tấn công đẫm máu tại nhà hát Krokus City Hall ngoại ô Moscow, Nga. Tới nay, làm chết ít nhất 137 người chết và khiến cho 180 người bị thương. Nhìn chung, chúng tôi tin rằng Ukraine tham gia vào vụ này. TASS dẫn lời ông Budikov, lãnh đạo fsb không đưa ra bằng chứng nào khi đáp trả lời phóng viên, nhưng nói fsb có thông tin cho thấy sự tham gia của Ukraine. Ông lưu ý, tới nay, fsb chưa xác định được ai là người cụ thể chỉ đạo vụ tấn công. Theo Reuters, lời nói của ông Budikov phản ánh quan điểm diều hầu trong chính quyền của Nga. Trước đó vào ngày 26 tháng 3, thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cũng nói chắc nghịch, dĩ nhiên là Ukraine, khi được hỏi về việc liệu ISIS hay Ukraine là bên đứng sau vụ tấn công trên. Theo ông Bodykov, các tay súng sau đó trở về Ukraine như người hùng. Trong khi đó, Ukraine đã bác bỏ mọi cáo buộc nói nước này liên quan đến vụ khủng bố ở Nga. Ngày 26 tháng 3, đáp lại ngay lập tức cáo buộc từ phía Nga. Cố vấn Mikhailo Polodiak của Tổng thống Ukraine khẳng định, ông Bodykov đã nói dối. Ông Podolyak cho biết những lời dối trá đã được ông Putrisev và sau đó là người đứng đầu FFP, Bodikov chính thức phát tán. Các diễn biến mới này là lần đầu tiên giới an ninh Nga nhấn mạnh Ukraine là thủ phạm trong vụ khủng bố trên. Và cũng là lần đầu tiên những cái tên như ảnh Mỹ xuất hiện công khai trong tuyên bố của lãnh đạo một cơ quan FSB tính tới nay. Những phát biểu nhạy cảm này được đưa ra khi Nga đang điều tra, trong đó có thông tin nói các điều tra viên đã tới Tajikistan để thẩm vấn gia đình nhóm nghi phạm bị bắt. Chưa rõ thông tin vừa qua, bao gồm từ Tajikistan nếu có, đóng vai trò gì trong kết luận của ông Bonikov và ông Patrushev. Tuy nhiên, nó phản ánh thực tế rằng giới chức Nga chưa bao giờ thôi hoài nghi về vai trò của Ukraine và cả phương Tây trong vụ việc này trong khi đó ngày 26 tháng 3 tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiết lộ với các phóng viên rằng các cơ quan an ninh Belarus và nga phối hợp hành động khi xe của nghi phạm tấn công nhà hát chạy về phía tây nam từ Moscow đến vùng Bryansk khu vực sát với cả Ukraine và Belarus tại khu vực này các nghi phạm đã bị bắt ông Lukashenko cho biết Belarus đã nhanh chóng thiết lập các trạm kiểm soát ở biên giới hãng thông tấn Penta dẫn lời tổng thống Belarus cho biết đó là lý do họ không thể vào Belarus họ nhìn thấy các trạm kiểm soát nên đã quay đi và di chuyển đến khu vực biên giới nga ukraine ông lukashenko nói thêm tổng thống nga vladimir putin và tôi đã không ngủ suốt một ngày hai bên tương tác liên tục tổng thống nga putin từng thừa nhận vụ tấn công ở moscow hồi tuần trước là do lực lượng hồi giáo cực đoan thực hiện song cho rằng ukraine có thể đóng vai trò nào đó ông cho rằng những kẻ tấn công đã lên kế hoạch tẩu thoát sang ukraine trước khi bị bắt trong khi vụ xả súng đẫm máu ở nhà hát tại Moscow đêm 22 tháng 3 vẫn đang trong giai đoạn điều tra, thì mới đây kênh truyền thông của ISK đã đăng tải thông điệp cảnh báo tiếp tục tấn công nhằm vào nga. Trang Newsweek đưa tin trên mạng xã hội những giờ qua bất ngờ xuất hiện một tấm áp phích của ISK với nội dung cảnh báo sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào nga. Tấm áp phích này do AI Azem, một kênh truyền thông của ISK thực hiện. Đây là một mạng lưới truyền thông của IS, nhóm khủng bố từng bị Nga tiêu diệt ở Syria. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết, bốn nghi phạm đến từ Tajikistan phải đối mặt với các cáo buộc khủng bố và đều đã nhận tội. AIAZM cho rằng, hình ảnh của nghi phạm xuất hiện tại tòa cho thấy, những đối tượng này dường như đã bị đánh đập. ASISK cảnh báo, để phản đối điều này, nhóm khủng bố sẽ thực hiện một cuộc tấn công mới nhằm vào Nga. Nội dung thông điệp có đoạn, với cuộc tấn công hôm 22 tháng 3 vừa qua, chúng tôi đã cho các người thấy rằng, với sự cho phép của Thánh An La, các thánh chiến của nhà nước Hồi giáo sẵn sàng trừng phạt vì hành vi man dợ của các người. Thông điệp viết, hãy cảnh giác, đừng nghĩ rằng chúng tôi không có cơ hội trả thù cho những người anh em bị bắt làm con tin. Kênh Telegram Supernova Plus của Nga đã chia sẻ hình ảnh cho rằng, để phản đối việc tra tấn và thẩm vấn các thành viên khủng bố, Nhóm hồi giáo này đang tổ chức một cuộc tấn công khủng bố khác ở Liên bang Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25 tháng 3 khẳng định, vụ tấn công khủng bố tại Moscow do những phần tử hồi giáo cực đoan thực hiện. Ông Putin tuyên bố, "Chúng tôi biết rằng tội ác được thực hiện bởi những người hồi giáo cực đoan, những người có hệ tư tưởng mà chính thế giới hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ." Theo tổng thống Nga Putin, hiện nay mỹ thông qua nhiều kênh khác nhau đang cố gắng thuyết phục dư luận rằng ukraine không liên quan đến vụ tấn công khủng bố này và is phải chịu trách nhiệm chúng tôi biết ai đã thực hiện vụ tấn công ở krukostitiho chúng tôi quan tâm đến việc ai là người ra lệnh thực hiện vụ tấn công bất chấp đau thương xuất phát từ mong muốn trừng phạt những kẻ khủng bố cuộc điều tra phải được tiến hành một cách khách quan không thiên vị nhà lãnh đạo nga nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với các quan chức về các biện pháp an ninh được thực hiện sau vụ khủng bố theo dữ liệu từ công ty phân tích Kepler do Oil Price tổng hợp, Khối lượng dầu diesel của Nga trong kho nổi trên biển trong tháng này đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ ít nhất năm 2017. Cụ thể, trong 10 ngày, tính đến ngày 17 tháng 3, có tới 6,2 triệu thùng dầu diesel của Nga đã được lưu trữ trên các tàu chở dầu trên biển. Đây là mức dầu diesel cao nhất trong kho nổi trong nhiều năm và vượt mức kể từ đầu năm 2023, khi EU cấm nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu khác bằng đường biển từ Nga. Thậm chí, mức dư thừa trong tháng này cũng cao hơn nhiều so với mùa xuân và mùa hè năm 2020, thời điểm đại dịch ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu toàn cầu. Khối lượng dầu diesel trong kho nổi cao theo tiêu chuẩn lịch sử và hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra sự gia tăng lượng dầu diesel dự trữ trên tàu chở dầu Kepler cho rằng một lý do chính đáng có thể là việc thực thi chặt chẽ hơn các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Nga. Tháng trước, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga sau khi tròn hai năm quốc gia này xảy ra xung đột với Ukraine. Trong số 500 mục tiêu của các lệnh trừng phạt mới, Bộ Tài chính và Nhà nước Mỹ đang nhắm vào công ty điều hành chở dầu Softcomplot của Nga và hơn chục tàu chở dầu thô có liên kết với công ty nhà nước Nga cùng với những người trung gian và các công ty hoạt động như vậy. Các biện pháp trừng phạt được thắt chặt có thể đã khiến những người mua dầu diesel tiềm năng của nga lo ngại, bao gồm ấn độ. Theo Oil Price, tất cả các nhà máy lọc dầu ấn độ hiện đang kiểm tra cẩn thận chuỗi quyền sở hữu của mọi tàu chở dầu thô thuộc nga để đảm bảo đội tàu này không liên kết với Softcomplot hoặc các thực thể khác trong danh sách trừng phạt của mỹ. Đầu tuần này, hai nguồn tin giấu tên quen thuộc với tình hình nói với Reuters rằng. Nhà máy lọc dầu lớn nhất Ấn Độ Reliance đã ngừng mua dầu thô có nguồn gốc từ Nga và vận chuyển trên các tàu chở dầu thuộc sở hữu của Softcomflot khi Mỹ thắt chặt thực thi lệnh trừng phạt. Do đó, Reliance đã yêu cầu các đối tác thương mại dầu mỏ của Nga không xếp các chuyến hàng lên tàu của Softcomflot. Các nguồn tin của Reuters cho biết. Ngay cả trước các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ, lợi nhuận lọc dầu của các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước lớn nhất của Ấn Độ đã giảm trong bối cảnh việc tiếp cận dầu thô của Nga ngày càng khó khăn hơn và giá cước vận chuyển tăng cao do sự gián đoạn vận chuyển ở Biển Đỏ. Các thương nhân cho biết Tập đoàn Dầu Khí Bharat, Tập đoàn Dầu Ấn Độ và nhà máy lọc dầu Reliance Industries đã mua khoảng 7 triệu thùng dầu thô Mỹ ra vào tháng 4 hầu hết dầu thô mỹ mua trong tháng này là dầu thô west texas middle midland có chi phí vận chuyển đắt hơn so với các thùng dầu từ trung đông